Ok các bạn ơi, bạn là còn muốn lấy cọc rồng, mua vàng, làm đệ, úp đệ thì các bạn có thể lên ngay shopvimin.com của mình để ủng hộ mình nhá. Hiện tại mình đã cập nhật rất là nhiều lick bông tai có đệ tử giá chỉ từ 200k thôi. Đó, shop mình thì lạp thẻ hoàn toàn không bị trừ chiết khấu nhá. Và hiện tại vàng thì đang là X3K3 anh em nhá. À, một server sẽ có 2 bot giao dịch nhá, 24/24. Đó, rất là nhanh luôn. Loại vòng quay may mắn ở shop mình chỉ có giá là 10k thôi anh em nhá. Sun Doom thì anh em thể vào chơi rất là nhiều tỷ lệ trúng luôn. Ok, và cũng sắp cuối tháng rồi, anh em nào cần đua top có thể vào lạp ngay 2 triệu lấy cái top anh em nhé. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và bây giờ đang là 0:14. Và hôm nay thì mình sẽ đi doanh trại bằng link Vimin ST của mình nhá. Ok, nếu thích cái clip này của mình thì hãy cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh mình nhá. Thì sau clip này thì mình sẽ đi cắt tóc anh em ạ. Đó, thì từ Tết đến giờ mình đã cắt tóc đâu, nhưng mà thôi, nói chung là quay clip này thì sẽ để tóc cho anh em nhé. Clip này nó cũng khá đặc biệt, nó làm vào lúc nửa đêm. Ok, và đây là link Vimin ST của mình. Thì link này thì đây, đồ thì các thứ thì mình đã có clip sâu ở clip trước rồi. Và bây giờ mình sẽ mua cho em nó cái bùa 1 giờ anh em nhé. Mà thôi, mình sẽ úp bùa 8 giờ, hiện tại bây giờ đang sự kiện X2 mà. Ok, mình sẽ mua cho đệ tử nhá. Mua bùa 8 giờ, bùa này với bùa thu hút. Thì lỡ đâu mà đi doanh trại hoặc là các thứ thì nó rơi ra đồ thì chẳng hạn đúng không? Thì hiện tại mình đã trang bị rất là nhiều đồ cho Lick Vimin ST rồi, với lại con đệ nó nữa, khá nhiều đồ. Đấy, ok, thì găng này thì cho đệ xả luôn đi. Thì trong cái sự kiện X2 mà admin mới ra ấy thì mình cố gắng là cho cái con đệ của mình nó lên 20 tỷ rồi mở skill 2 cho anh em xem luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ qua bên rừng bamboo anh em nhé. Và thì nếu anh em xem clip của mình thì mình rất là mong những cái clip dài thì anh em hãy xem một cách gọi là không tua nhé. Nếu anh em nào mà xem clip không tua thì có thể comment phía dưới nhé. Tại vì là dạo này thì kinh tế khá là khó khăn. Đó, nick trên web thì không bán được. Đó, cho nên là anh em xem clip của mình thì cũng rất là mong anh em xem nhiều nhiều để mình có tiền YouTube, có thể trang trải trong cuộc sống. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ vào doanh trại luôn nhá. Rồi. Hiện tại mình đã có trong doanh trại đây. Đây, mình sẽ đi nói chung là cũng khá là nhanh đấy, mình nghĩ là khá là nhanh con đệ này. Ok, bảo vệ. Oh, con đệ này HP sao nó ít thế nhỉ? Đấy, không phải là ít đâu. Nó em thấy cả trang đẹp không? Cũng đẹp đấy đúng không? Đó, đây còn đẹp. Đó, phải dựa xa nhé. Thì lần trước ở Lake Vimin thì có khá nhiều anh em bảo với mình rằng là kiểu như nào nhỉ? Sao lại lưng skill thái dựa xa lên cấp 7 cho con đệ thì nói chung là lúc đấy mình khá là ngu. Lúc đấy mình không biết. Tuổi trẻ chưa trải sự đời mà anh em. Đó, thì anh em nếu mà thích những cái series về đi doanh trại lúc nửa đêm này và cái chuyện thì anh em có thể là comment phía dưới nha. Mỗi ngày sẽ là một câu chuyện. Ok. Mỗi ngày mình sẽ đi doanh trại và sẽ là một câu chuyện để cho anh em cùng nghe và cùng đón xem nhé. Đi doanh trại tiện cũng là thử thách gì đó luôn. Ok. Thì hôm nay sẽ là một câu chuyện về Groot anh em nhé. Groot đi. Thôi, cái câu chuyện này nó khá thầm kín thì mình có thể là sẽ một thời gian nữa anh em nhé. Anh em nào mà được nhiều like về cái Groot thì mình sẽ làm clip đi doanh trại kiểu này và kể chuyện anh em nghe. Ok, lúc nửa đêm thì câu chuyện là thôi, nói chung là hôm nay sẽ là một câu chuyện về mùa dịch em nhé. Thì mùa dịch ở chỗ mình thì hiện tại mình đang ở là Lục Ngạn Bắc Giang em nhé. Thì dịch nó cũng chưa tới chỗ mình khá là nhiều đâu. Nói chung là cũng rất là bình thường. Cuộc sống thì mình thấy là nó hiện tại là cũng rất là bình thường thôi. Nó chưa có gì gọi là quá là đảo lộn. Chỗ mình thì người dân nói chung là cũng hạn chế đi ra đường khá là nhiều rồi anh em ạ. Đó. Mình thì từ Tết đến giờ thì ra ngoài được có 5 lần thôi. Đó. Nhưng mà được cái là bạn có việc gấp thì mình mới ra ngoài thôi, chứ mình không có dài anh em ạ.
từ trọ, tiền trọ với thứ mùa dịch này thì mình vẫn phải đóng em nhé, tiền trọ ấy. Nói chung là đóng tiền trọ thì mình thuê là đi 1.6 triệu một tháng em ạ. Đó thì trung bình một năm mình vẫn đóng khoảng mất 18 triệu anh em ạ, cũng khá là tốn. Thì cũng tính ra là hơn 2 tháng mình không ở nữa, với lại một tháng tiền điện của cái tháng Tết mà mình về đấy, cho nên là không biết là khi nào mình lên đấy thì tiền trọ với tiền các thứ thì không biết nó dồn lên đầu mình không biết là bao nhiêu nữa. Nói chung là cũng phải ở nhà thì nói chung là cũng cố gắng ra clip đều đều, với lại buôn bán link ở trên web thì cũng rất mong anh em ủng hộ mình để mình có thể là trang trải trong cái mùa dịch này nhá. Đó, ok. Tiền trọ của mình thì có khá là nhiều anh em bảo mình sâu rồi nhưng mà nói chung là cũng chưa lên trọ, cũng mấy lần bị quay rồi nhưng mà toàn bị lỗi kỹ thuật thôi. Chứ mà hôm nay quay hôm kia quay thế là thôi, cuối cùng là chả quay đó. Mấy tháng như vậy thế là cuối cùng là không quay nữa. Thì nói chung là mùa dịch thì mình vẫn nhớ cái cây roi ở trọ anh em ạ. Sướng quá. Mỗi lần mà kiểu đi học về cái mình đều ra chỗ đấy mình lấy cọ roi mình ăn luôn. Nói chung là cây nhà lá vườn mà. Ok, nói chung là bây giờ mình sẽ cập nhật một xíu tình trạng dịch ở chỗ mình một xíu nhá. Dịch thì bình thường, chốt lại thì nó cũng chỉ bình thường thôi, nó không có cái gì là quá nhiều đâu. Ok, chúng ta sẽ chuyển qua một chút một cái gì đó về trong cái trại xíu nhá. Thì trong cái trại anh em có thể thấy từ nãy giờ đi khoảng mất 4 phút rồi. 4 phút thì thì cũng khá là phê. Nói chung là đi doanh trại như này thì cũng phê đấy. Ok, có tự động tập luyện không nhỉ? Không, không có anh em ạ. Ok. Link này thì PM thì cũng bình thường thôi. Thì trong đợt X2 này cố gắng cho link này lên 40 tỷ anh em nhé. Lên được 40 tỷ thì tuyệt vời luôn anh em ạ. Ok. Rồi, giết con sói xám. Anh em biết tại sao mà cái mấy con mod này nó pe mình trâu đấy không? Căn bản là vừa biến kỵ xong ấy, đó. Vừa biến kỵ xong thế là vào đấy, đấy. Thế nó xịt kỵ cái mấy con mod nó pe thì theo cái chỉ số của kỵ anh em nhé. Đó, may được cái đùi gà này, ngon vậy. Ok, nói chung là vừa nãy là xong cái tin tức mùa dịch rồi đúng không? Tiếp theo sẽ là tin tức về cái gì được nhỉ? Sẽ làm câu chuyện này nhỉ? Từ từ uống ngụm nước anh em ạ. Nước thì cũng không có nước ngọt đâu. Không có nước ngọt của anh em. Mình uống nước lọc thôi. Nửa đêm uống mấy cái chất có cồn những thứ vào thì nó không tốt. Nó hơi bị nấu kỹ thuật. Ok. Nói chung là clip làm về nửa đêm này thì kể chuyện cho anh em nghe thì cũng rất là vui. Thực sự là nghĩ là nó cũng khá là hay đấy. Nếu mà anh em mà kiểu thích những cái clip mà kể chuyện về các thứ, anh em mà muốn tìm hiểu về mình hoặc là những cái gì mà mình muốn mình kể, ví dụ như về tình yêu hoặc là xe cộ hay là các thứ dự định thì anh em hãy comment phía dưới. Những cái mà mình có thể trả lời được cho anh em thì mình sẽ trả lời anh em nhé. Chết rồi, mình chưa tách đệ anh em ạ, không để cho đệ nó phép nhỉ. Ok, lỗi quá. Kể vừa lấy cho đệ pem thì bây giờ đệ nó pem trâu rồi, ngon rồi đúng không? Con đệ lớn quá anh em ạ. Kệ đi. Con đệ là cái trang này thì đó còn khoảng là 26 ngày nữa anh em ạ. Rất là phê luôn. Không biết là tí mặc cái trang đấy mà chắc thế giới biết thế nào nhỉ. Mình nghĩ là cũng khá là phê đấy. Ok, 7 phút đã trôi qua rồi anh em. 7 phút trôi qua rồi. Bây giờ nghĩ đến cảnh đến trọ anh em nhỉ.
trường học với lại chọn của mình bây giờ cách xa nhau quá. Nó kiểu như bây giờ, kiểu anh em thử nghĩ xem, trước là đi, để mà mình đi ở đến trường mình học thì nó khá là gần, nhưng bây giờ tới lúc dịch nó ra thì bây giờ mình cảm giác là đường từ nhà mình đến trường mới là từ nhà đến trọ thì bây giờ cảm giác nó xa xôi quá anh em ạ. Mình nhớ cái bộ PC của mình nhớ cái bàn phím cơ của mình. Thực sự là nhà này mình sử dụng laptop anh em ạ, sử dụng laptop tất cả mọi thứ, đến học các thứ thì mình phải sử dụng laptop để mình học, đúng không? Còn cái quả học online với anh em, học online nếu như em nào thích là mình quay về clip học online comment phía dưới nhé, thì sẽ có một cái vlog ngắn ngắn liên quan đến mùa dịch, học mùa dịch các thứ, cũng liên quan đến game luôn nhé, không phải chỉ riêng là một cái vlog về game đâu, à không phải chỉ về vlog về cái học online đâu, mà là liên quan đến cả game nữa anh em ạ. Đó, rất là hay đấy, mình nghĩ là khá là hay đấy. Ok, mình nghĩ bây giờ trong cái trọ của mình ấy, cái giường chiếu, cái chăn chắc là cũng mốc hết rồi, nó mốc như chưa bao giờ mốc anh em ạ. Nghĩ thốn nhưng mà thôi, chung là bỏ đi mà làm người nghĩ nó buồn. Ok, chúng ta sẽ qua tầng 1 nhé. Thế mình sẽ đi cái doanh trại này tầm bao nhiêu ngày nhỉ? Xem có bao nhiêu ngày thì mình đi bấy nhiêu ngày anh em nhé. Đó. Có thể là chuyện nếu anh em thích những cái này thì mình có thể là đi hết. Khi nào mà hết ý kiến comment của anh em thì có thể là mình sẽ dừng cái series và cái chuyện nửa đêm này cho anh em. Đó, mình sẽ dừng. Thì lúc đấy mình sẽ show cho anh em xem cái thành quả mà mình đã làm được và đã úp được trong cái doanh trại này. Đó. Nói chung là bây giờ game Ngọc Rồng thì nó cũng, nói chung là nếu mà series hành trình thì làm đi làm lại mãi thì nó cũng được thôi, nhưng mà đầu tư vào với lại tâm huyết nó không được nhiều cho lắm, cho nên là mình cũng không muốn là làm quá nhiều cái series hành trình cho một kênh, nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng. Nói chung là những cái series nào còn dang dở thì mình sẽ cố gắng nghiêm nhé. Nhặt, ok. Thanh niên nhặt tê, nói chung là cũng đẹp trai đấy. Có cả trang VIP mà, trước mùa có 2.000 đồng. Còn đệ nữa, còn đệ là được từ cái gift code, từ cái gift code mà lần lâu rồi. Mà trong cái sự kiện X2 lần này, admin còn thêm cái quả gì nhỉ? Thêm cái quả khóa khi sử dụng bản hack ấy, thì mấy anh em úp đại thì mình không hiểu là sẽ úp kiểu gì ấy. Nghĩ cũng chán mà tôi cũng kệ, nghĩ nó cũng buồn. Ok, và chắc clip mình sẽ tạm dừng ở đây thôi. Câu chuyện hôm nay thì nó chỉ liên quan đến mùa dịch một chút thôi, còn những clip tiếp theo đằng sau thì sẽ là một trong những cái clip mà liên quan đến đời sống, về các thứ, nói chung là rất là nhiều những cái câu chuyện mà mình sẽ muốn kể với anh em đó. Nên là nếu anh em nào thích cái series về đi doanh trại kể chuyện thì hãy comment phía dưới nhé. Cảm ơn đã xem clip này của mình. Ok, bye anh em, bye bye.